Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm sắp đến mùa Halloween rồi. Tớ đã đặt hàng của chị Thơ Nguyễn để mua đồ Halloween. Nhưng mà hàng của chị đông khách quá cho nên tớ chỉ mua hai đồ mà thôi, một cái mặt nạ và một cái đồ trang điểm. Còn đây là món hàng của chị Thơ Nguyễn. Tớ đã bóc trước. Hàng của chị Thơ Nguyễn đông khách quá cho nên tớ chỉ mua hai món đồ mà thôi. Thế là tớ đã bóc trước tại vì là hàng của chị Thơ Nguyễn để tớ đi kiểm lại xem nó đã đúng chưa. Bây giờ tớ sẽ bóc nó ra. Tớ đã mua một chiếc mặt nạ. Tớ đã mua mặt nạ con gái nhưng mà chị lại nhầm một cái trai. Tớ sẽ cho anh trai của thứ anh Nghĩa lúc mà quay phim đồ hàng của chị Thơ Nguyễn này. Còn đây là đồ trang điểm. Là có trong đây là nó có những cái có 5 màu. Còn đây là màu vàng, còn đây là màu đỏ, còn đây là màu xanh lá cây, và đây là màu trắng và màu đen nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang điểm. Mình sẽ bóc này ra. Đây. Trời ơi. Bây giờ tớ sẽ thử đeo cái mặt nạ này, tớ sẽ đoán thôi. Còn đây là 5 chiếc màu, tớ sẽ cho các bạn xem. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu trắng và màu đen. Tớ không cần gì mà tớ đã biết. Thế mới là ảo thuật. Bây giờ tớ sẽ bắt đầu thành gì. Tớ sẽ bỏ cái này ra đây. Bây giờ mình sẽ trang điểm. Đầu tiên mình sẽ bôi màu đen vào mắt nhá, màu đen này. Chắc cái này là có chữ nhật thì chắc là dùng cũng được.
rượu. Can get some zombie. Con mèo đỏ, đây là con mèo đỏ, trên lông mày của tớ lại có hai cái tai lạ nhỉ. Còn cái mũi này, cái mũi nhỏ xíu màu trắng ở đây, và còn cái râu nó phải ở chân này, thế nên nó rất là chỗ mồm. Thế mới là con mèo kỳ quái nhất quả đất. Hình bông hoa tớ đã trang điểm. Chỗ này này thì là màu trắng, có lại hai bông hoa trên trắng, có một bông hoa màu đỏ và màu hồng. Một hai và thấy rất sợ hãi không? Na cháu ạ, được rồi, các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé, bye bye.